Cùng với những lời này, nữ thần cởi lớp áo giả dạng ẩn sĩ và xuất lộ nguyên hình, chói sáng giữa bầu trời như vần nhật. Kẻ ăn thịt người nghe bà nói và ngắm hình dung bà, liền hỏi bà là ai. Khi nghe bà đáp, bà ra đời làm vị thần cây này. Y thích thú nghĩ thầm, ta đã trông cậy thần hộ mạng của ta rồi, và nói, Thưa nữ thần tiên, xin đừng lo ngại về Suta Soma, mà xin Ngài hãy nhập vào thân cây lần nữa. Vị thần nhập vào thân cây ngay trước mắt y. Vừa lúc ấy, mặt trời lặn và mặt trăng lên. Kẻ ăn thịt người vốn tinh thông các kinh vệ đà và các sách bổ sung vào kinh ấy, lại quen với cách vận hành của các thiên thế, nên khi nhìn lên trời, y suy nghĩ ngày mai sẽ có chòm sao Fusa xuất hiện. Suta Soma sẽ đến tắm ở ngự viên và ta sẽ ra tay với vua ấy. Nhưng vì vua ấy có một vệ sĩ lực lưỡng và dân chúng khắp khỏi diêm phụ đề sẽ đến hộ vệ vua trong vòng ba dặm. Vậy vào canh một, trước khi vệ sĩ đóng quân, ta sẽ đến ngự viên Migachira, xuống hồ Hoàng gia và đứng đó. Thế rồi y xuống hồ và đứng đó, che đầu bằng ngọn lá sen. Do uy lực vĩ đại của y, các loài cá rùa đều lùi lại phía sau và bơi quanh từng đàn lớn bên bờ nước. Ta có thể hỏi, do đâu y lại có cảnh vinh quang này? Đó là do lòng mộ đạo của y trong đời trước. Vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp, Y bắt đầu phân phát sữa theo phiếu. Nhờ vậy, Y trở thành người rất có thế lực. Và sau khi bảo tăng chúng dựng sánh đường để đốt lửa chống mùa lạnh, Y cúng dường lửa, củi và cái rìu chẻ củi. Do kết quả việc này, Y rất nổi tiếng. Vì thế, bây giờ, khi Y vào ngự viên, trời chỉ vừa rạng đông, quân sĩ đã canh phòng suốt ba dặm đường chung quanh. Còn vua Sutasoma, sau buổi điểm tâm lúc sáng sớm, đã ngự lên mình voi được tô điểm yên cương thật lộng lẫy. Vì bốn đội quân hùng hậu hộ giá tiến ra khỏi kinh thành. Ngay lúc ấy, một bà la môn tên Nanda đi từ Takashila, mang theo bốn vần kệ, mỗi vần đáng giá một trăm đồng tiền, vừa đến kinh thành sau cuộc hành trình dài một trăm hai mươi dặm, và trú ngụ ở một vùng ngoài ô vừa rạng đông vị ấy vào thành thấy vua đang ngự xa giá đi qua đông môn liền giơ tay lên hô lớn vạn tuế đại vương bấy giờ vua bị viễn thị trong khi đang cởi voi vua thấy cánh tay giơ lên của vị bà la môn đang đứng trên một mô đất cao liền tiến đến gần trên mền voi vừa ngâm kệ vừa hỏi như sau 26. Trẫm hỏi ngài sinh ở xứ nào, đến đây đạo sĩ hỡi vì sao? Nói rồi, nay trẫm liền ban tặng bất cứ điều chi đấy, nguyện cầu. Kỷ đó, vị bà la môn đáp lời vua. 27. Bốn vần thi kệ tấu quân vương, ý nghĩa sâu xa tựa hải dương, mang đến đây xin nghe thật kỹ cao siêu huyền bí thảy am tường. Vị ấy tiếp, Tâu Đại Vương, bốn vần thi kệ này do Đức Phật Cát Sa Ba dạy tiểu thần, mỗi vần đáng giá một trăm đồng tiền. Sau khi nghe xong, nếu Đại Vương muốn dân tế lễ nước trái cây Sô Ma, tiểu thần sẽ đến chỉ dẫn Đại Vương. Vua vô cùng hân hoan phán, Này Tôn Sư, Ngài khéo làm việc này lắm, nhưng hôm nay trẫm không trở về triều được. Hôm nay là ngày giao hội của chòm sao Phúc Sa, là ngày trẫm đi gọi đầu. Khi trở về, trẫm sẽ nghe lời ngài. Xin đừng phật ý vì trẫm. Cùng với những lời này, vua ra lệnh đám quần thần. Các khanh đến nhà một bà la môn nào đó, chuẩn bị một sàn tọa và sắp đặt một nơi ăn dưới mái hiên. Xong, vua đi vào ngự viên, Khu vườn được bao bọc bởi một tường thành cao 18 cubit, một cubit bằng 45 cm và được bày voi canh phòng chung quanh đứng kề sát nhau. Kế tiếp là bày ngựa, đoàn xe, cuối cùng là đám xạ thủ và các bộ binh khác. Thật giống như cả đại dương dậy sóng là đạo quân được di chuyển đến đây. Sau khi đã trút bỏ các vật trang sức nặng nề và được cạo râu gội đầu với dầu thơm rồi vua đi tắm hồ sen trong dáng diện uy nghi cao quý và khi bước ra khỏi nước vua đứng đó trong bộ áo tắm quân hầu liền đem vòng hoa thơm ngát đến trang điểm cho ngài kẻ ăn thịt người suy nghĩ khi đã phục sức đầy đủ nhà vua hẳn sẽ nặng lắm ta muốn bắt lấy vua khi còn nhẹ để mang đi thế rồi vừa thét lớn vừa nhảy quanh và vung kiếm trên đầu nhanh như chớp y xưng danh hiệu xong liền nói to này ta đây là kẻ cướp ăn thịt người rồi đặt ngón tay trên trán vua y bước ra khỏi nước ngay khi nghe tiếng thét các quản tượng cùng đàn voi các kỵ mã cùng đàn ngựa các quãng xe cùng đàn xe đều ngã xuống đất cả đoàn quân sĩ đều thả vũ khí đang cầm và nằm sát xuống bụng kẻ ăn thịt người chụp lấy Sutasoma, dựng ngài thẳng đứng lên. Tất cả đám vương tử trước kia y đều bắt lấy từ bàn chân và dốc ngược đầu xuống đất, rồi kéo lê họ đi, khiến đầu họ đập vào gót chân y. Nhưng nay đến gần Bồ Tát, y cúi xuống nhấc ngài lên và đặt trên vai mình. Nghĩ rằng có lối đi quanh qua cổng thành, y nhảy lên bức thành cao 18 cubit. Ngay tại điểm đối diện con đường ấy, y vừa tiến lên vừa dẫm chân lên trán bầy voi, làm rỉ ra chất dịch, lật nhào chúng xuống như thể các đỉnh núi. Kế đó, y dẫm chân lên lưng bầy ngựa, dù thường ngày chúng nhanh như gió và quý vô cùng, rồi cũng đạp chúng ngã xuống đất. Sau đó, y bước lên mặt trước của các cổ xe lộng lẫy, chẳng khác gì người quay con vụ con cù hay như thể người giẫm nát cây phalaka xanh biếc hay đám lá bàn và thoát một cái y đã chạy xa ba dặm rồi muốn biết có ai chạy theo để cứu suta không y nhìn lên và thấy không ai y lại đi chậm chậm khi nhận ra những giọt nước rơi xuống mình từ tóc suta y nghĩ thầm không ai sống mà khỏi sợ chết Chắc có lẽ Suma cũng đang khóc vì sợ đấy. Và y ngâm kệ. 28. Những bậc uyên thâm, các trí nhân, tư duy cao cả, phát sinh luôn, chẳng bao giờ khóc, tìm an trú, bậc thánh xua tan, nỗi khổ buồn. 29. Có phải vợ con hoặc họ hàng, bản thân kho thóc, Bạc hay vàng Đã làm lệ chảy Suta Soma hỏi Đại đế Kuru đáp rõ ràng Suta Soma đáp 30 Không khóc gì cho chính bản thân Vợ con đất nước Hoặc khoa tàng Thánh hạnh ngày xưa ta vẫn giữ Khóc vì lời hứa Chẳng chu toàn 31 Trước một la môn đã hứa lời khi ta trị nước với quyền oai lời kia ta ước mong gìn giữ danh dự cứu xong trở lại ngài. kẻ ăn thịt người đáp lại ba mươi hai ta chẳng tin rằng có thế nhân vận may thoát móng tử ma thần trở về nộp mạng cho cừu địch nếu để ngài đi chẳng phục hoàng ba mươi ba thoát kẻ sát nhân ác trở về, Hoàng cung mộng ước đẹp tràn trề, Cuộc đời thân thiết đầy lôi cuốn, Hồi phục cho Ngài phải đắm mê. Vì lý do gì trên thế giới, Mà Ngài trở lại với ta hề? Khi nghe lời này, Bậc Đại sĩ vẫn gan dạ như sư tử đáp. 34 Vô tội có người thích chết hơn, sống mang đầy tội đáng khinh nhờn nếu vì cứu mạng buông lời dối người chẳng thoát đâu ngục khổ buồn 35. gió có thể lây chuyển núi cao trời trăng rụng xuống cõi trần lao thưa ngài và mọi dòng sông cạn nhưng vọng ngôn ta chẳng phạm vào dù ngài nói vậy kẻ ăn thịt người vẫn không tin ngài Do đó, Bồ Tát suy nghĩ, kẻ này không tin ta, ta quyết làm cho y tin bằng một lời thề và bảo, Thưa tôn giả ăn thịt người, xin hãy thả ta xuống khỏi lưng, ta sẽ thề nguyền khiến ngài tin ta. Sau những lời này, ngài được kẻ ăn thịt người đưa xuống, đặt trên mặt đất, và ngài phát nguyện. 36 này khi ta chạm kiếm đau này, thề nguyện trang nghiêm trước mặt ngài, hãy thả ta và ta thoát nợ, cứu xong danh dự trở về đây. Lúc ấy kẻ ăn thịt người nghĩ thầm: vua Sutasuma này, thề chịu hình phạt nếu vi phạm luật lệ dòng Khatija sát đế lỵ võ tướng. Ta còn muốn gì với vị ấy nữa? À ta cũng là một vua sát đế lị. Ta sẽ lấy máu từ chính cánh tay mình và tế lễ thần cây. Đây thật là một chàng trai rất nhát gan. Rồi y ngâm kệ. 37. Trước một la môn đã hứa lời, khi ngài trị nước với quyền oai, lời kia ta phải bắt ngài giữ, danh dự cứu rồi trở lại thôi. Sau đó, bậc đại sĩ nói Này hiền hữu xin chớ Phật lòng Sau khi ta đã nghe bốn vần kệ kia Mỗi vần đáng giá một trăm đồng tiền Và dân lễ cúng dường vị Pháp sư xong Ta sẽ trở lại vào lúc rạng đông Và ngày ngâm kệ này 38 Trước một la môn đã hứa lời Khi ta trị nước với quyền oai lời kia ta ước mong gìn giữ danh dự cứu xong trở lại Ngài. khi kẻ ăn thịt người đáp ngài đã thề chịu hình phạt nếu vi phạm phong tục của dòng sát đế lỵ ngài hãy cẩn thận hành động cho đúng phép ngài nói này hiền hữu ăn thịt người ngài đã biết ta từ bé trước kia ta chưa bao giờ nói dối dù để đùa chơi còn nay ta đã được lên ngai vàng và biết điều phải trái thì sao ta nói dối được. Hãy tin ta, ta sẽ dâng lễ vật tế đàn cho hiền hữu. Được thúc dục phải tin tưởng ngài, y đáp: "Thôi được, đại vương hãy ra đi, và nếu đại vương không trở lại thì sẽ không có tế lễ và thần cây cũng không chấp nhận lễ nếu không có đại vương. Vậy đừng làm trở ngại việc dâng lễ của ta." rồi y để bậc đại sĩ ra đi. Giống như mặt trăng thoát khỏi móng vú của thần Rahu, La Hầu và với sức mạnh của một chú voi còn trẻ, ngài nhanh chân về đến kinh thành. Còn đám quân sĩ của ngài suy nghĩ, đại vương Sutasoma là bậc hiền trí và là vị pháp sư tuyệt hảo, nếu ngài có thể nói một hai lời với y, ngài sẽ cảm hóa y và trở về như con voi dũng mãnh thoát khỏi mồm sư tử rồi họ lại nghĩ dân chúng sẽ khiển trách chúng ta và nói sau khi bỏ mặt đức vua của các ông cho kẻ ăn thịt người các ông còn trở lại với bọn này ư vì thế họ cắm trại ngoài kinh thành và khi chợt thấy ngài từ xa đi đến họ bước ra đón ngài đảnh lễ ân cần và thưa tâu đại vương ngài không kiếp sợ kẻ ăn thịt người ấy ư ngài đáp kẻ ăn thịt người ấy đã là một việc khó khăn hơn bất cứ việc gì song thân ta đã làm là một kẻ hung tàn bạo ngược như vậy mà sau khi nghe ta thuyết pháp y đã để ta đi sau đó quân hầu trang điểm xiêm y cho ngài xong đưa ngài lên lưng voi và hộ tống ngài về kinh khi thấy ngài dân chúng hân hoan và do lòng nhiệt thành của ngài đối với pháp ngài không đi viếng song thân mà lại nghĩ ta sẽ thăm cha mẹ sau và ngài vào cung điện ngự lên ngôi báu rồi ngài triệu vị bà la môn đến ra lệnh cạo râu cho ông sau khi râu tóc được tỉa xong ông được tắm rửa xoa dầu thơm và phục sức xiêm y lộng lẫy và họ đưa ông đến trước ngôi vua khi vị bà La Môn đã được đưa vào ý kiến, chính vua Sutasoma cũng đi tắm gội sau đó và ra lệnh đem ngự thiện của ngài dân vị bà La Môn. Đến khi vị bà La Môn đã thọ thực xong, chính vua mới dùng phần ngự thiện ấy. Sau đó, ngài đặt vị bà La Môn lên một bảo tọa và để tỏ lòng tôn kính, ngài cúng dường vị ấy các tràng hoa thơm cùng các lễ vật tương tự rồi chính ngài ngự trên một bảo tọa thấp và thỉnh cầu vị kia thưa tôn sư chúng ta muốn nghe các vần kệ mà tôn sư đã đem đến cho chúng ta bậc đạo sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề 39 thoát tay tàn bạo giết nhân dân đến đạo sĩ người bạn thiết thân ngài bảo chúng ta đều ước muốn nghe bài thi kệ giá trăm đồng nếu ngài chiếu cố ban lời dạy lợi lạc chúng ta được hưởng phần khi bồ tát thỉnh cầu vị bà la môn liền rửa tay với nước hoa rồi rút ra một quyển sách đẹp từ túi sách cầm sách cả hai tay và nói tâu đại vương xin hãy nghe bốn vần kệ của tiểu thần mỗi vần đáng giá 100 đồng tiền. Chúng đã được Đức Phật Kassapa dạy cho tiểu thần. Chúng có đặc tính hủy diệt tham đắm, kiêu mạn và các ác hạnh tương tự. Chúng tạo cho con người khả năng tiêu trừ dục vọng, an tịnh các căn, thậm chí đưa đến niết bàn có uy lực vĩnh cửu, đoạn diệt khác ái, chặt đứt vòng luân hồi và nhổ tận gốc chấp thủ. Cùng với những lời này, ông nhìn vào sách và ngâm các vần kệ sau. 40. Hãy hòa hợp với Thánh Hiền Nhân, này hỡi Suta Soma chỉ một lần, và chớ bao giờ thân kẻ ác, bình an tràn ngập khắp toàn thân. 41. Thường xuyên giao kết với Hiền Nhân, chỉ nhận Hiền Nhân chính bản thân học chánh lý từ bao bậc thánh, mỗi ngày tu tập tốt thêm dần. 42. Như các xe vua khéo điểm trang, cũng thành mờ nhạt sẽ tan hoang. Thân ta yếu đuối, càng mòn mỏi và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. Song đạo thánh hiền nhân vĩnh cửu, chẳng hề tàn tạ tà với thời gian. Thiên nhân tuyên thuyết cùng người thiện qua các thời chưa được bảo ban. 43. Bầu trời văn rộng rãi bao la, quả đất trải dài ở dưới ta, lãnh thổ bên kia bờ đại hải, chúng ta đều biết thật là xa. Song còn vĩ đại hơn muôn vật, tầm mức ấy càng tỏa rộng ra, là đạo lý về điều thiện ác người hiền kẻ ác dạy cho ta. Như vậy, vị bà La Môn đã dạy ngài bốn vần kệ, mỗi vần trị giá một trăm đồng. Đúng như trước kia đã được Đức Phật Cát Sa Ba thuyết giảng, rồi ông ngồi yên lặng. Bậc đại sĩ rất hoan hỷ nghe kệ và bảo, Chuyến đi của ta về đây không phải là không được phần thưởng xứng đáng. Rồi ngài suy nghĩ, những vần kệ này không phải chỉ là lời của một đệ tử hay một thánh nhân cũng không phải là tác phẩm của một thi sĩ mà đó chính là do một đấng toàn tri kiến nói ra ta không biết chúng đáng giá ra sao dù ta có dân toàn thế giới trải dài lên tận quải trời phạm thiên sau khi chất đầy cả thế giới ấy với bảy báu vật ta cũng không thể đền đáp xứng đáng những vần kệ này chắc chắn ta có thể trao vương quyền cho vị ấy tại kinh thành Indrapatta rộng bảy dặm trong đất nước Kuru trải dài hơn ba trăm dặm này. Dĩ nhiên, số phần vị ấy xứng đáng làm vua. Nhưng khi nhìn ông với khả năng tiên đoán tương lai của một người theo hình dáng bề ngoài, Ngài không thấy các dấu hiệu như thế. Rồi Ngài lại nghĩ đến ông với chức vụ đại tướng quân hay những chức vụ tương tự. Nhưng cũng không thấy ông có tướng cầm đầu dù chỉ một ngôi làng nhỏ. Kế đó, khi xem xét trường hợp hưởng thọ tài sản, bắt đầu từ 10 triệu đồng, Ngài thấy vị ấy đáng được hưởng 4.000 đồng. Và nghĩ cách làm vinh dự vị ấy với chỉ số tiền này thôi. Ngài ban tặng vị ấy bốn cái túi, một túi đựng 1.000 đồng tiền và bảo, Thưa Tôn Sư, khi Ngài dạy các vương tử khác những vần kệ này, Ngài nhận được bao nhiêu? Tâu Đại Vương, mỗi vần một trăm đồng, vậy chúng chỉ đáng giá một trăm thôi. bậc Đại Sĩ bảo, Thưa Tôn Sư, Ngài không biết tính chất vô giá của món hàng mà Ngài đem bán đâu. Từ nay phải xem là chúng đáng giá một ngàn đồng tiền. Nói vậy xong, Ngài ngâm kệ này. 44 bốn bốn. Các kệ này không chỉ 400, đúng hơn phải nói giá hàng ngàn. Bốn ngàn đây, đạo sư cầm lấy, đem chúng đi ngay, hãy vội vàng. Sau đó, Ngài đưa vị ấy đến một cổ xe êm ái và ra lệnh cho quan hầu. Hãy đưa vị bà la môn này về nhà an toàn rồi ngài bảo ông đi về. Lúc này có tiếng tung hô tán thán nổi lên cùng tiếng kêu lớn. Hoang hô, hoang hô, đại vương Sutasoma đã tôn vinh các vần kệ này rất trọng thể. Khi nghĩ rằng mỗi vần kệ đáng giá một ngàn đồng tiền mà trước kia chỉ đáng giá một trăm. Song thân của vua nghe tiếng ồn, hỏi chuyện gì, và khi nghe sự thật của việc ấy, do lòng tham lam hai vị nổi giận với bậc đại sĩ còn ngài sau khi cho vị bà la môn ra về liền đến thăm song thân và đánh lễ hai vị sau đó phụ vương bảo này vương nhi con đã thoát khỏi tay của kẻ được xem là tướng cướp hung bạo rồi thay vì lộ vẻ vui mừng khi thấy ngài do lòng tham tiền vua cha hỏi có thật Chúng nói con ban bốn ngàn đồng tiền vì nghe bốn vần kệ chăng? Khi nghe ngài thú nhận là đúng, vua cha ngâm kệ này. Bốn mươi lăm Kệ thường mỗi khúc tám mươi đồng, hoặc đến một trăm giá tận cùng. Song hỡi Suta Soma nên tự chủ, một ngàn là giá kệ chưa từng. Lúc ấy, bậc đại sĩ muốn thúc giục vua cha nhìn sự vật theo cách khác, liền nói. Tâu phụ vương, chính là con không muốn tăng thêm tài sản, mà tăng thêm kiến thức thôi. Và ngài ngâm các kệ này. 46. Con mong thánh kiến cứ tăng dần, bầu bạn thiết thân với thánh nhân, chẳng có sông nào đầy biển cả, thiện ngôn con học mãi không cùng. 47 như lửa khát khao réo củi rơm, biển đòi sông lạch đổ nhiều hơn. Hiền nhân cũng vậy, tâu hoàng thượng, khao khát nghe lời nói thiện chân. 48. Từ miệng nô tỳ nếu được nghe, tối cao ý nghĩa kệ tràn trề, lời kia con nhận đầy cung kính, đạo lý thiện chân, thỏa chẳng hề sau khi nói vậy xong, ngài bảo: "Xin phụ vương đừng chỉ vì tiền mà trách móc con. Con đã về đây sau khi thề nguyện rằng con sẽ trở lại đó khi đã nghe pháp xong. Nay con sẽ trở lại với quái nhân kia. Xin phụ vương nhận lấy vương quyền." Ngài trao chủ quyền cho phụ vương và ngâm kệ: 49 đất nước của cha lắm bạc vàng, cơn đai quốc phục lạc vô ngàn. Sao còn khiển trách khi con bỏ, dục lạc chết vào tay sát nhân? Lúc này, tim vua cha nóng rực lên và ngài bảo, Này vương nhi Suta Suma yêu quý, con nói gì thế? Cha sẽ đi cùng tất cả bốn đạo quân và sẽ bắt được kẻ cướp ấy. Rồi ngài ngâm kệ 50 Dũng sĩ đến đây bảo vệ ta, kẻ thì cởi tượng, kẻ lên xa, bộ binh kỵ mã đầy cung tiễn, thống lãnh đạo quân giết địch nhà. Lúc ấy, phụ vương mẫu hậu ngài mắt đẫm lệ, năn nỉ ngài. Này vương nhi, chớ đi, con không thể đi được. Rồi mười sáu ngàn cung nữ ca múa cùng đám cận thần than khóc tâu đại vương, sau đại vương nở đến đó, bỏ chúng thần bơ vơ. Và khắp kinh thành, không ai giữ được niềm xúc động, họ bảo nhau. Người ta nói, Ngài đã trở về đây sau khi đã hứa lời với kẻ ăn thịt người. Giờ đây, Ngài đã nghe bốn vần kệ, mỗi vần đáng giá một trăm đồng và đã bày tỏ lòng cung kính trọng thể đối với vị Pháp Sư, cùng từ giả song thân Ngài sẽ quay lại lần nữa với kẻ ăn thịt người ấy. Rồi cả kinh thành náo động dữ dội. Còn Ngài khi nghe cha mẹ bảo thế, liền ngâm kệ này. 51. Hành động cừu nhân ăn thịt người, bắt con rồi thả, thật cao vời. Khác ghi thuở trước tình bằng hữu, đã hứa làm sao con nuốt lời. Ngài lại an ủi song thân. Phụ vương và mẫu hậu yêu quý, xin đừng lo âu vì con. Con đã làm một việc công đức, nên việc điều phục ngũ dục tham không phải là vấn đề khó khăn gì đâu. Vừa từ giả song thân, Ngài vừa khuyến giáo quần chúng và ra đi.